Làm bao nhiêu lần rồi? Dạ làm trước đầu tiên là làm cái mình gắn sụn sụn thường á, dạ. Thì xuống bắt nó là cái đầu mụn nó đỏ lắm, để dạ. Thời gian sẽ bị lủng. Thì Dạ. bắt lấy cái sụn nó ra nhưng mà đắn bằng thường, bắt Dạ. lấy sụn ra xong bắt lấy sụn tay bắt gắn vô này nè, Đâu cái nó bị vậy luôn. cái cây này nó lộ này, cây Dạ. này nó lộ nó tạo thành cái ngấn. Nhưng đây là sụn tay. Không, em đang phân tích, đó là trên cái mũi của chị, cái đầu mũi này em chưa phân tích, nhưng mà em phân tích ở trên cái sống mũi của chị á, thì rõ ràng là bây giờ cái sụn phía trên này nè, nó nông á, nó nông cho nên khi mình đấn nó chạy qua chạy lại, và thứ hai là nó mất cái phía này, chắc hồi xưa làm bây giờ nó xẹp á, cho nên nó mất cái sự liên kết giữa cái sống mũi và cái đầu mũi, nó tạo thành cái ngấn rất là rõ. Chị có để ý không, nguyên nó lộ hết cái sụn ra đó, cái đầu mũi thì không nói gì nhưng mà cái răng đó nó lộ ra lắm, cho nên bây giờ cái này làm là phải làm lại. Thứ nhất là phải tạo cái khoang để mà đặt cái sống mũi mình á nó sâu hơn. Tôi nghĩ là cái đây nó hơi bị nông này chị nè, ha, thì mình phải tạo được cái khoang đó. Cái thứ hai á, là cái da này bây giờ nó rất là mỏng, có thể là chị để từ cái lúc mà nó lộ đến giờ nó rất là mỏng rồi, cho nên dẫn đến câu chuyện á, là nhiều lúc là cái chỗ đó phải lót bằng cái mỡ trung bì. Có nghĩa là mình lấy trong cơ thể mình, có thể là em lấy một vị trí, một cái miếng da nó đủ diện tích để nó phủ đây, rồi mình trong đó mình bỏ cái thượng bì đi, mình lấy cái trung bì mình lót lên trên, rồi sau đó mình phải đặt cái sống dưới cái đó, chị chịu không đó. Còn cái đầu mũi thì phải cũng phải làm lại đầu mũi, sùng tai thì bây giờ cái này mình cũng phải dựng hình lại hết, mình tách rồi mình dựng lại để cho nó có sự liên kết giữa đầu mũi và cái này sao cho nó thẳng. Thì đương nhiên cái mũi này làm rất là khó, cái đó là chắc chắn là chị, đó là điều mà mọi những cái việc mà nó như vậy là rất là khó, vẫn làm được, nhưng đương nhiên cái câu chuyện mình không thể là có mũi, có những cái mũi mình làm 10 điểm, nhưng cái mũi mình sẽ làm từng bước. Từng bước là sao, bây giờ mình làm sao cho giữa cái này nó liên kết với nhau, mình đạt cái tiêu chí 8-9 điểm thôi, chứ mình không thể lên 10 điểm được, của chị thì không thể 10 điểm được nha. Cái đó mình phải nói rõ ra từ đầu, giữa mũi thôi. Vì cái mũi này nó người ta đã làm rồi mà xuống chị cái sóng trên này á chị à, thì mình cũng phải hạ xuống nha, cái này nó cao quá, vì cái đầu mũi chị á bây giờ này nó cứng ngắt rồi, là mình không có kéo được xuống nữa đâu. Cái chuyện mà kéo để cho cái mũi nó dài hơn chút xíu là coi chừng bất khả thi, vì nó không đủ da, mà chị thấy nè, kéo nó không xuống, kéo cái da mình nè nó không đi được, nó cứng ngắc à, cho nên mình sẽ cố gắng thôi, mà đó thì phải lấy mỡ trung bì để ghép nó lên, để cái ăn gian á cho nó dài cái đầu chút xíu chị nha. Chứ còn mấy cái này là chị biết rồi, một cái mũi sửa đi sửa lại mà nó sơ như vậy á thì cái máu nuôi nó rất là kém, khi mua sơ thì máu nuôi nó rất là kém, mà máu nuôi kém mà mình ghép những cái quá nhiều của đó thì cái vật liệu ghép nó không sống. Nếu đó là vật liệu ghép của mình mà chắc chắn đầu mũi thì em làm hoàn toàn là bằng sụn từ thân hết, có nghĩa là có thể lấy thêm xíu sụn tai với mỡ trung bì. Chị nghe kịp không? Mà hồi trước có bác ra bên tay rồi, bây giờ có là cái lấy được không bác? Còn dạ. cũng còn thì bên này chưa, nhưng mà bên này, này lấy này, chỗ này này, là này còn không, lấy đây thôi em, lấy đây nè em, lấy không sao đó chị, lấy chỗ này thôi chị nè, được không bác? Dạ được ạ. Phải lấy để mà ghép thêm một lớp thôi em, lấy một lớp thôi, thường cái đầu mũi em chỉ ghép một lớp thôi, tại vì ghép hai lớp là nó cũng chết rồi, nó không sống đâu. Tại vì em thấy từ trước là bác cũng cắt bên này nè. Dạ đúng rồi anh lấy bên này, anh Thiện lấy này nè, đây nè, lấy mềm mềm này. Dạ mình lấy bên này, lấy để mình lấy xong rồi mình giữ được cái màng sụn của nó, rồi xong mình mới làm cho nó mềm ra, rồi sau khi mình dựng bằng cắt cốt rút sụn rồi thì mình đắp nó lên một lớp nữa chị. Nói chung là nếu mà nó không có vậy chắc nó thôi, chắc cũng để, nhưng mà thấy như vậy như người ta đi ra đeo khẩu trang không mà có dám mở ra đâu, mặt tiền của mình mà để vậy mà tự nhiên mà về một năm sau làm bị sao, cỡ 6 tháng thì đã bị ít nó bác, nhưng mà đúng một năm là thấy nó rõ. Nó mỏng, da chị nó mỏng quá, mà đi nó ngay dưới da rồi cấu trúc nó không mất hết mô rồi, có thể là lần trước khi mà lần đầu làm á, chị làm mấy lần rồi đúng không bác? Làm thì mới 6 tháng sau bị xong, bắt lại lên lần nữa và làm lên cho bác xem, thì bác lại cắt một bên này là coi như hai cái sụn ngay không, cái đó thì chỉ cái bác lại đắp lên lần nữa, là bắt đắp lên chỗ này là về cũng bình thường nhưng mà cũng được khoảng chừng tiêu dạ mấy tháng là từ nãy em cứ nói giải thích cho chị đó. Dạ chị đắp vào cấu trúc xung quanh nó sơ, mô nó sơ hết rồi, mà đi đâu với việc sai cha sai hóa là không có máu nuôi, chị nghe em kịp không? Thì chẳng đến cái câu chuyện là nó sẽ bị tiêu của nó đi, cho nên cái phương án hồi nãy em có nói là cái sóng, bản thân cái sóng nhìn ngang nó cũng hơi cao trên này, thì đó mình chỉnh lại bớt thấp nó bớt đi, để chi như vậy mình nâng cái đầu mũi lên chút xíu đúng không, và mình chỉ ghép đủ một cái miếng mỏng ở đây thôi, chị nghe kịp không? Để cho nó kết nối giữa hai cái này, nó không bị lộ cái này,
Và trong cái quá trình mà tạo cái hầm này thì bây giờ cái sóng lắc qua lắc lại thì nó cũng tương đối nông này, thì em sẽ tạo lại cái hầm khác vẫn giữ nguyên cái bao của đó. Vì lấy cái bao đó thì có một số trường hợp là trong cái lúc phẫu thuật á, bác sĩ thấy cái bao mà mình bỏ cái sóng vô thì nó tạo cái bao bóc hết nó bao xung quanh, thì bác sĩ lại đi cắt hết cái đó đi mà không phải mở nó ra, để cho nó nằm dưới hoặc là cho nó nằm hai bay gì đó, thì lúc đó dẫn đến nó mất mô. Nó mất mô như vậy thì cuối cùng là nó càng bị nữa. Hồi đó bác nói là bác làm cấu trúc nên dạ, cấu trúc là dạng mũi dựng hình là cấu trúc. Còn biết. Cái trong cái cứ nghe bác giải thích dạ, vậy thì chỉ biết làm hỏi thì mới là cấu trúc, nhưng mà cái này là cái bao không được lấy. Lấy cái sụn ra thôi. Nhưng cái bao mà nó bọc cái sụn nó giống như túi ngực vậy đó. Nó cũng gọi là bọc khách luôn. Thì nguyên cái bao đó là không được lấy. Lấy là sau này còn da không nữa. Mình tách nó ra nó mất đi tiếp mô tiếp. Thì do đó trọng với phải đặt cái dưới cái hầm này để cái miếng ở đây. Để cái bao ở đây. Chị ở đâu? Dạ ở Phủ Đức. À, dạ. Ôi làm lại chứ cái để cái mũi này sao ra đường được? Dạ đi ra đường là đeo khẩu trang không? Nhiều khi. Đâu bà. Rất là tự thấy tự tin dữ lắm. Nói thật là, cứ là ai nhìn vô mặt mình là tự nhiên mình có cảm giác là trước tiên là phải giải quyết cái xấu. Dạ. Cái đầu mũi thì còn chấp nhận được nhưng mà nhìn vô là bị lộ xấu. Dạ. Chị em đúng không? Dạ. Cái xấu nó làm phản cảm quá. Nó bị là cái này không bác? Đây này chị này, chị thấy này sờ vô là chị thấy nguyên cái cục đây là gọi cái sóng này, từ cái khắc này đi lên gọi là cái sóng này chị nè. Nó hạ cái sóng xuống. Là sự thật, em không có làm mấy chỗ linh tinh kia, em cũng không có những cái mũi này đã là mũi cấu trúc. Tối thiểu là tiền mê và gây mê, mà tiền mê gây mê thì làm 100% là ở bệnh viện ấy. Cho nên dẫn đến câu chuyện mà cái an toàn là cái quan trọng. Mà an toàn như vậy thì đương nhiên chi phí nó cao. Chứ em thì em không làm mấy chỗ kia được. Yeah. Tại vì cũng thấy là mũi họng lắm nên là cũng rất là cũng được giới thiệu để mà yeah. Đến không chị không có lo để nó chị được an em tâm nghĩ hơn. Là chị là sẽ làm ok cho chị.